Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một series về tên tiếp nhé Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để kết nối được với những chiếc tai nghe đến từ thương hiệu shop Ok, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của video nhé Ở đây như các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai mẫu tai nghe khác nhau của uh, của thương hiệu shop Vậy nên thì mình sẽ chia cái video này thành hai phần Phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối với cả chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 với chiếc tai nghe là Open Run. Cách làm này hoàn toàn tương đương với cả ở trên chiếc tai nghe Open Move cũng như là Open Run và Open Run Pro nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải bật chiếc tai nghe này lên và đưa nó vào chế độ pairing mode hay còn gọi là chế độ chờ kết nối. Bằng cách là các bạn sẽ có một cái uh, nút nguồn ở đây này, nó chính là cái nút cộng âm lượng nhé, nút tăng âm lượng đó. Các bạn giữ cho đến khi nào mà ở đây có cái đèn này, lên đèn như thế này và chuyển và các bạn cứ giữ tiếp thôi đó đến khi nào mà đèn nó nhấp nháy liên tục như thế này có nghĩa là tai nghe shop vừa được bật lên và cũng như là đang ở trong chế độ chờ kết nối rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ điều khiển ở trên chiếc đồng hồ của Garmin cách làm này thì hoàn toàn tương đương với các mẫu khác của Garmin luôn nhé các bạn sẽ truy cập vào phần menu bằng cách là giữ nút up khoảng 2 giây sau đó điều hướng xuống bên dưới bằng cảm ứng hoặc phím cơ để tìm đến phần nhạc trong phần nhạc này thì chúng ta sẽ có cái tai nghe này Mục tai nghe nhá Các bạn chọn vào thêm mới Đó, lúc này thì đồng hồ Garmin đang tìm kiếm đến những chiếc tai nghe Đang phát ra tín hiệu pairing mode ở xung quanh Chúng ta đợi một chút Các bạn nên để hai mẫu tai nghe này gần nhau nhá Đó, như các bạn thấy là chiếc tai nghe Open Run Pro đã được tìm thấy bởi uh, trên chiếc Phoenix 7 Pro rồi để chọn bằng cái nút Start ở đây để chọn vào Khoảng thời gian này chúng ta chờ đợi thôi Ok, như vậy là đã kết nối thành công như các bạn thấy là ở đây thì chúng ta đã có kết nối thành công này Và phía bên trong thì các bạn có thể tắt được trạng thái kết nối này Tên này Có thể thay đổi tên này Hoặc là thậm chí là gỡ bỏ ra Và sau khi đã kết nối rồi Thì chúng ta sẽ có thể vào được phần nhà cung cấp nhạc Chọn một nguồn nhạc nào đó Ví dụ như ở đây mình đang có là Spotify này Và chọn chơi nhạc thôi Như vậy là mình đã hướng dẫn thành công Trong việc kết nối giữa đồng hồ Garmin Với cả chiếc tai nghe Open Run Pro Thì ở đây thì nó sẽ tương đồng với cả Ở trên Open Run và Open nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả chiếc tai nghe thứ hai, đó chính là chiếc tai nghe Open Fit. Với Open Fit thì nó sẽ hơi khác biệt một chút. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải có một cái casing, có cái hộp này thì mới kết nối được. Các bạn sẽ để tai nghe ở phía bên trong hộp này. Sau đó các bạn sẽ dùng hai ngón tay nhé để vào cái phần đầu của mỗi một chiếc tai nghe này nhé để vào hai bên. Đó, để đưa chiếc tai nghe này về chế độ pairing mode. Đó, như các bạn thấy là ở trên phần casing, cái phần hộp của em nói đã có nhấc nháy như thế này. Như này là nghĩa là, là tay nghe open fit của các bạn đang ở trong chế độ chờ kết nối. Tiếp đến thì thao tác ở trên chiếc uh, Phoenix 7 Pro Còn cũng tương tự như các sản phẩm Garmin khác thì cũng sẽ như vậy thôi. Các bạn sẽ truy cập bằng cái phím này, bằng cái phím uh, phím up phím ở bên tay trái của chúng ta, cái nút ở giữa. Giữ khoảng một giây. Điều hướng xuống bên dưới, tìm đến phần phần nhạc. Sau đó các bạn lại chọn phần vào phần, phần tai nghe trong phần tai nghe này các bạn chọn phần thêm mới Lúc này các bạn chỉ cần chờ đợi thôi Để Phoenix 7 Pro tìm đến những chiếc tai nghe đang phát ra tín hiệu Play Remote ở xung quanh để kết nối Đó, như vậy là đã tìm thấy tai nghe Open Fit by Shock Thì mình sẽ chọn một nút kết nối bằng nút Start ở đây này Nút chọn Vâng, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công giữa Phoenix 7 Pro với OpenFit đến từ thương hiệu shop Các cái thao tác thì nó cũng sẽ tương tự như ở trên chiếc open One Pro vừa rồi của chúng ta thôi Như là các bạn có thể ngắt kết nối này Rồi thay đổi về trạng thái đã kết nối hay không này Đổi tên này và thậm chí là cả gỡ bỏ kết nối luôn Ở bên ngoài thì chúng ta có thể truy cập vào nhà cung cấp nhạc với những nguồn khác nhau Như là trên Spotify, Deezer, Amazon Music Hoặc là bằng nguồn nhạc offline mà các bạn sẽ đồng bộ từ máy tính PC của các bạn sang đó, chúng ta chỉ bỏ tay nghe ra Và như vậy chúng ta có thể nghe được rồi. Và rồi là mình đang dẫn cách để có thể kết nối được các tai nghe đến từ thương hiệu Shock như là Open Fit, Open Run, Open Run Pro hay là Open Move với cả các thiết bị đến từ thương hiệu Garmin và chúc các bạn thành công.